Hai trượt chị xuống đi. rồi chừng té cái gì đó. Ơi đây bảy, cái này là cái memory card của mẹ, ai cho cặp này lấy chơi đây hả? Bảy không có No, 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 cái này không được chơi. À, cái đó là quá bậy. Ném Không dính được dứt, ném chơi. dứt. Xuống đi. Con xuống đi, mẹ cho con cái khác. Xuống đi, mẹ cho cái khác. Xuống đi. Ném dứt nha, không có khóc nha. Xuống xạo con, mà xuống đây mẹ cho nè. Xuống đây mẹ cho cái này nè. Rồi, xuống đây. Rồi, đưa đây, đưa đây, đưa đây, đưa đây, mẹ bỏ vô. Đúng rồi. Rồi, mẹ bỏ vô cái nữa nè. Mẹ bỏ vô cái nữa nè. Cái gì? Tự nhiên cái đồ bình yên không chơi đi lấy cái thẻ nhớ của mẹ chơi là lý do tại sao nè. Rồi a a đây tao giọng cho một giọng mà giờ đó chứ a a nè. Bày bi sắt đú 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 mẹ mua về con đâu nè, bày bi sắt đú đú nè. Không thích bày bi sắt đú đú hả? Đây nè nè, đâu rồi, đây con chơi khác đi. Wow, cái gì dữ vậy ta? Wow. Yeah. Này vụ năng đi bà làm mút nha con. À, để đi bà, để đi. Thấy không? Tôi nhờ nó hay nó biểu mày để đi để. Tôi biết để mà. Để thì con kêu ba hai để xuống đi con làm. Ok. Trời đất ơi. Trời ơi. Nè thử đây thử. Trời ơi ngon muốn chết. Cái đó là cái gì vậy? Thì có trẻ lại thêm mấy tuổi? Ba gọi này chơi. Yes baby. Yeah. What do you want to do for dinner? You want me to pick up something? No, we have something at home. Yeah. How long you gonna be home? Okay. Baby, did you bring $100? Good. That's what we should do. Con làm gì con cứ quay cà vòng vậy chay. Ok baby, I'll see you when you get home. Bye. Rồi con dạ mẹ chưa? Con nói mẹ cho con bánh. Hạ à, mẹ đi. Con nói đi cô. Chú ơi. Đứng 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 im, đứng im, lại ghế ngồi cho mẹ cái, lại ghế ngồi đi. Lại ghế ngồi. Đưa cho mẹ cái điện thoại của mẹ cái. Đưa cho mẹ, đúng rồi, mẹ thank you con nha. Sit down please. Rồi, sit down. Con nói đi bà. Bà cố. Bà cố. Con nói. Cookie. Đúng chị thiệt, lại ghế ngồi chị. Chị chịch lại ghế ngồi. Mà cố mà kêu bà chó. Cái gì vậy, đâu vòng vòng gì, đi đâu vậy? Cái con này mà nó tôi quay nó tôi cũng chóng mặt luôn chứ phải. Chị Ngọc phải làm đó nha. Cái gì bà? Bánh sao đổ hả? À ngoại đi con, à ngoại đi con, con à ngoại chưa chị đi. À, ngoại coi nè ngoại. Tự động nó lên á, tự động nó lên á, ôm cổ bà cố á. Mấy nói chuyện với bà ngoại cha. Cái bà nói chuyện với bà ngoại cha, mai mốt bà ngoại quay với con. Trời ơi, bà về chuyến này là bà thôi luôn, bà chết trong tim luôn. Hai kỳ trước không nhớ nhiều, kỳ này mới là nhớ. À. Kỳ này thì tên là phải nhớ. Kỳ này là hai người gây lộn thôi đó, gây nát luôn, nát nước luôn. Nó lớn rồi, nó biết làm. Nó biết hết trơn. Hả ngoại đi con. Đó, đó. Phải không ta? Đi. Phải không ta?
Cái cái camera này phải chỉnh lại coi 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 coi. Con để con chỉnh lại camera coi. Gì vậy? Làm sao? Đè kẹt mũi luôn à. Cái gì con lấy gì? À lấy viết vẽ hả? Viết nào con biết lấy đi. Con muốn vẽ hả? Con nói đi vẽ. Mẹ. Vẽ. Rồi, cái này gì ta? Cảm ơn nha. Ồ, sao vậy? Giáp quà nè. Sao vậy con? Ồ, cú trà nè. Cảm ơn nha. Lại uống chai với cốt kìa. Cảm ơn nha con. Lại uống chai với cốt đây con. Wow, ngon quá. Suốt ngày uống trà không chịu xỉu luôn. Suốt ngày uống trà, chay mơ mốt được đi uống trà này. Có chỗ kia uống trà vui lắm. Trời ơi, con uống kìa. Cho ngựa uống trà với con. Cho ngựa uống trà với. Suốt ngày uống trà xỉu luôn. Trời ơi, đã ta. Cởi ngựa đi. Trời ơi. Cởi ngựa bật luôn hả? Trời ơi. Quá dữ luôn. Cởi kiểu này là con ngựa nào chịu nổi trời. Giống như Hồng Kông quá ta. Trời ơi. Trời ơi mạnh quá trời ơi. Đứng lên luôn hả? Wow. Quằn quại quá. Sao? Trời ơi mệt. Nó xuống một cái một mà. Nó xuống một cái một. Không cần lấy gì mày lấy ra. Không đợi cái giây phút nào hết. Lấy gì? Lấy này chi? Nó là không có khác con một nét nào đó. Nó xuống là nó xuống một không? Ngoại nè con. À ngoại đi con. Con muốn lấy gì nó mẹ lấy cho. À lấy banh chơi hả? Con nói đi banh. Mẹ lấy banh cho con. Rồi xuống đây mày lấy. Xuống bước xuống. Trời ơi giờ lấy tập lấy sách gì tâm lum đây nè. Rồi xuống, bước xuống. Nè, đọc đi, đọc animal đi. Ngồi đây cũng được, ngồi đây đi. Đó, rồi đọc animal xem cái con gì nè mày chỉ cho con chỉ cho mẹ coi coi chứ mấy con này mẹ biết vài con rồi chứ mẹ không biết nhiều chơi ơi. Con để cái con kêu ba chỉ con cái đó đi chứ mẹ chỉ là mẹ chịu đó. Đây nè. Đây nè, con này con này con gì? Baby shark đu 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 nè. Baby shark tu 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 mommy shark tu 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 daddy shark tu 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 daddy shark. Rồi con này con gì? Con này con lion nè, con này lion mày biết nè. Lion là con gì? Là con sư tử á. Con voi đâu chỉ mày con voi đâu? Con voi nè. Con voi nó con voi vậy hả? Ủa con voi mà có vậy luôn hả? Mày chỉ rồi coi mày con gì nữa đâu. Hươu cao cổ đâu ta? Hươu cao cổ nè. Hươu cổ đó. Rồi kỳ đâu chỉ mày coi kỳ đâu. Kỳ đâu? Có kỳ trong đó không? Hả có kỳ trong đó không? Kỳ đâu? Kỳ đó đó hả? Sao? Cái gì? Con nói con gì? Con nói con gì đó? À, con này con gì nè? Trời ơi. Chay đâu? Còn con chay đâu? Chỉ mày coi con chay đâu? Con chay đâu? Con chay đâu? Chỉ mày coi. Chạy đâu? Rồi xuống nhảy đi, mở đi xuống nhảy. Ủa này hết pin hay gì kìa. Rồi, nhảy đi. Rồi, nhảy đi.
ghét nhất cái kiểu nhảy xì cà que. Mà cô thấy nhảy đi giống nhảy xì cà que không? Ngày. Con nói con này mà tới 5 tuổi là con đó bà hai là y như con hồi nhỏ. Không có khác gì á. Đây mai mốt đi học hay nè. Ừ. Ở bên đây người ta đi học. Mà mấy con không, con này còn lanh hơn con nữa, còn dạng hơn con nữa. Ở bên này á. Nó không có sợ ai đâu, phải là phải phải dặn không được. Lớn lớn phải dặn nó, không được theo ai. Thank you. Dặn nó. Chứ ai mà lại đưa tay lại đó đi theo à. Thôi hôm qua hôm kia là con nhỏ đó bạn con đó. Không mà bất cứ ai thử coi coi người lạ đưa tay coi chị cũng đi theo chị nhìn hồi hồi đó con hồi đó con đi học tiếng Anh học chung với nó chứ con nít mà ta thấy rồi nhảy đi con nhảy lâu lâu gặp lần ta cũng ngán cũng sợ vậy mà chị đâu có sợ. Trời ơi trời ơi gót trà mà còn để cái tay sau lưng nữa cho cô uống trà đó. Trà đâu? Trà cố đâu? Đâu có tắt nữa rồi. Đâu có tắt nữa. Dục hoài, lụm hoài, dục hoài nó muốn chết luôn. Nó nhỏ này nè. Nè, giờ cho cố uống lên. Trời ơi, uống cho uống ha. Cô uống tôi đi vô tôi nằm à. Tôi có phê nè. Rồi, cho mẹ miếng trà đi, please. Trời ơi, nước thiệt đó. Đó, làm y như waitress không? Rồi. Rồi. Cho miếng nước đi. Còn mà cố đâu? Không cho cố uống trà. À đây con. Ok không cho rồi tụi đi ạ. Mùa hè này đi đâu phải đưa cho nó chai nước cho con này mau khát nước. Dạ mẹ cảm ơn nha. Ngon quá trà của chị làm ngon quá. Bấm nhạc lên nhảy cây nhảy cái coi coi uống trà là phải thưởng thức âm nhạc. Lẹ lên. Phục vụ văn nghệ. À. Trời tự nhiên cái quýnh người ta à. Mà cố này bất kỳ gì chứ. Ừ tự nhiên cái người ta đang đứng ở đó cắt lỗ mũi người ta. Trời ơi, trà ngon quá. À. Làm bộ làm đi vậy đó. Thì đi giống bà hai đó chứ ai. Có đi giống bà cố không hả? Bà cố đâu đi vậy phải không? Ai? Ai? Làm sao? Vinh Sinh đi học à hả? Không, nãy giờ cũng đang quay clip cho con Chay mà. À, nãy giờ Vinh Sinh chào mẹ Ngọc đi học á hả? Nay ngoan dữ người ta, nay đi học về ngoan lắm Chay ơi, anh hai đi học về ngoan lắm. Về thương ông mợ, thương ông nhội bà nhội. Mình chừng được 3 tuổi rồi. 3 tuổi rồi bà hai. Hồi đó cô An đi học có 2 tuổi rưỡi. Con Chay này con nghĩ chắc con 3 tuổi con mới cho đi học quá. Không đâu, phải vô, phải cho nó vô. Nó vô 2 tuổi, 2 tuổi rưỡi. Cái 3 tuổi bắt đầu vô mặt thật nên. Mặt thật nên là gì? Là lớp mới bắt đầu vô á, bây giờ nó vô đã. Ngủ ngon vậy hả Chay? Ngủ ngon. Ngủ ngon là vậy hả? Trời ơi, bà cố bà kêu ngủ ngon là ngủ vậy đó hả? Rồi ngoại đâu rồi? Rồi ngủ ngon đi, ngủ ngon đi cho ngoại coi. Ngủ ngon. Ngoại ngủ ngon nè ngoại. Đó, ngủ ngon. Rồi còn còn gì nữa cố, rồi còn gì nữa. Ngủ ngon vậy hả? Ừ, ngủ ngon vậy đó. Chưa có nhiều. Từ. Gì nữa? Chị hứng thì chị làm à. Gì nữa? Lấy tùm lum à. Đừng có phá nha, đừng có kéo chứ. Bà cố không có làm đâu nha. Cố muốn chị cha. Mà lúc mẹ giữ nó mà nó có nhiều cái biểu cảm thương. Mẹ nói trời ơi, tội nghiệp con quá. Con ra rồi con không có được gần con của con nên con không thấy những cái biểu cảm dễ thương của em bé như thế nào. Tiếc con quá. Ai ngờ 4 tháng vừa rồi con ở nhà với nó mẹ cũng mừng. Mừng không? Mừng hết lớn không? Mình thấy nha, đẹp nha. Mình thấy những cái dễ thương của nó để mình vui.
Hai chị đi. Xe hai chị trước chưa? Không hả, không hả? Đập cho một đập bây giờ. Đây nè, bây giờ mẹ cho con coi cái video clip đây nè. Đây. Rồi giúp ngồi đây nè, mẹ cho coi này nè. Rồi bây giờ mình vô đâu? Mình vô youtube.com nha. Đó. Bây giờ tiếp tục cho chay coi đi. Coi cái reaction của chay nha. Chay xì cay, hôi xì dơ. Đó. Trời ơi, con nào đưa mặt kìa. Đưa mặt bự cho bác kìa. Ngoài năm gọi nè. Cô nghe chú? Nãy nãy rồi bởi vậy chú không có xếp vô cái YouTube nó lẹ hơn. Ok, let's do it. Vậy đi. Here, đừng để mẹ bấm cho, đừng có bấm tầm bậy của mẹ mà. Rồi hát đi. Hát đi. No hả? Không ạ. Không hát hả? Kêu hát hoặc kêu nhô. Đó. Bấm đi, bấm máy cho cô chú coi coi xạo không, vừa bấm mà vừa bấm mà vừa nhìn lên coi cô chú có coi không nữa. Xạo dễ xạo thì tôi viết lên đây với tất cả chân thành của lòng tôi trao anh, ngày nào mới quen nhau vì chung hướng đời mình chót. Rồi ta, cho dây coi clip nào ta. Tình mình nãy chết. Đánh này, đánh trống đi. Tình mình nãy chết như lá úa thu rơi. Trời đất ơi, nó đánh sao mà hư cái bàn phím của ba luôn rồi nè. Rồi, xong luôn rồi. Rồi, xong luôn rồi Diễm ơi. Con cho ba ra đập cho một trận. Rồi, gãy luôn rồi. Đường chân mồ côi tôi lạnh lùng ôm cái điện. Đây nè. Từ, chờ chút bài bí sát. Thôi, bỏ quên đây đi. Của hai trời, cái clip bắt đầu ta. Này coi nè, chạy coi cái clip này chạy nói gì nè nha. Đây, mây gió cô chú cái đây. Cái chị đi. Good job. Good morning. Đi bơi. Bơi nè. Coi này nha, coi này nha. Coi này nè, đây. Ma shark. Gì hả? Nói gì vậy? Nói gì? Sao nữa? Không, chậm. Mắt tay. Hợp tác cho dễ nha. Nói gì vậy? Chị nói gì vậy? Con cầm chiếc dép của con đem dẹp cho mẹ coi. Cầm cái shoes đi dẹp đi. Đi dẹp đi con. Dẹp chỗ nào con? Dẹp cho mẹ đi. Dẹp cho mẹ đi. Trời ơi, để cho chỗ đó xa quá hả? Trời ơi, coi ban đầu coi làm gì, cho làm gì. Trời ơi, để nó biết cái học đó là dài của nó đi, mẹ làm cho con. Mẹ làm cho. Nấu gì? Xin ba hả? Xin ba bánh ăn hả? Okay, we gotta to get this, you have to pick the letter. So what letter is it gonna be? You gotta say it. C. C. Oh, you C. Said it. Wow. Good job, JD. See, teacher with ABCs with those. Oh, really? Uh-huh. Rồi. Ăn đi, ăn letter C đi. Cái miếng pad mà để con nhảy đâu rồi?
gì vậy? Ồ, cái hạt cherry á hả? Good job, JD. Ai ăn để đó vậy con? Con không ăn đó hả? Chà chà. Đi đâu? Không ăn nữa đem cất đi. Không ăn nữa đem vô cất đi. Hả? À sao? Thôi thôi đừng đem nguyên bịch ra làm chi. Nguyên bịch ra làm chi? Chu gì? Chay cá đâu vậy? Cho lại cho cá ăn kìa con. Trời ơi, đâu có bịch bánh nữa vậy. Did you give it all to her? Wow. No, nó đàng hoàng, nó đàng hoàng. Nói sao? And. Đúng rồi. She gotta say the G. She gotta say the letter. Wow. What says G? G. G. Baby, hey baby, have her face here, please. Okay. G. Say G. I'll wait. Là nói là ý là tính nói là 24 chữ cái là ăn hết 24 cái bánh đó hả? Hey baby. A seed. Thank you. Cái gì bài? You want another one? Nữa không? This is a Y. Say Y. Why? Nè, why? Đây là mẹ đưa cho con nè. Con nói đi. Why? Cái con búp bê kia của nó đâu rồi nhỏ? Búp bê nào? Búp bê không tình yêu hả? Nhưng búp bê tình yêu là không biết nó có ba con tình yêu rồi. Phải không? Ba con tình yêu. Không, cái con mà mắt bự chồng do đó. Con chịu thua luôn. Bà kiếm hoài không thấy không biết nó có gì. Vậy dắt bỏ đem lên cái storage, bỏ trở nè bà. Đâu, bà không nghĩ vậy tại she knows this word. Tại vì ba con ấy nó ngủ mỗi ngày mà. Just say it twice. Đồ con búp bê nào. À, cái con raccoon đó hả? Raccoon, cái where's your raccoon? À biết không, con mắc bự. Không. What's this? Trời ơi, nó đi pee-pee, kiếm. Pee-pee. Nó đi kiếm con đó, đó hả? Nó kiếm pee-pee. Con, nó có ba con. Cái con này với con nu nút với pee-pee. Con đó. Con nút nút con gì? Con ngựa. Unicorn hả? Mà có ba con nút nút. Đau quá. Đi kiếm hoài không ra. Nó hằng nó ôm ba con đó. Bởi bà nó bà ăn. Cô nói cái giường của con không là tối là hết chỗ con nằm luôn. Đó đó, tao cho đứng đó rồi cái té cái đập đầu vô cạnh bà nghe. Nghe. Con nút nút. Con chay á, con chay là con le le. Le le. Đó, lại xin ba nữa kìa. Nó ăn quá, bụng bác, nhớ em uống miếng sữa. Bắt buộc. Ăn nhiều quá rồi, ăn gì vậy, ba chó gì vậy? Để bây giờ con lấy sữa ra đây cho anh chút. Okay, you want another one? Okay, this one is a G. So ba. Say G. Con nói đi, G. G. Rồi, lấy xe lại lấy, chạy xe lại lấy. G. Good job. This is the best game in the world. We gotta get 1, 2, 3s too. Best game gì mà best game bánh búm mà bây best game cái gì không có best game vậy đó. Ăn nhiêu đó thôi được rồi đó. Không có game búm gì nữa nghe. Don't give it to her. Make her work for it. À cái gì đó quên rồi. Le le. Cái gì anh le le? Hôm qua khi con nói chuyện với Tấm Phượng á, con nói trời ơi thím ơi con chay nó quậy quá đi quậy. Bắt gái không biết ngày xưa có quậy dữ vậy không? Mà bắt gái là cục là cái con lai lai, còn con này nó con lê lê. Chị. Không.
Nè nè, bây giờ cái gì đó, cái giờ đây nè, camera mày hết pin rồi nè. Thôi bây giờ chào cô chú đi nè. Rồi bây giờ mày nói câu này rồi bây giờ mày, bây giờ mày nói, rồi, rồi, bây giờ mày nói câu này là bye bye nha. Xin cảm ơn tất cả mọi người đã xem cái video clip của Jay Sky ngày hôm nay. Hy vọng là mọi người sẽ thích cái video clip này. Chúc mọi người có một ngày thật là vui vẻ. Chạy đi. Chúc mọi người có một ngày thật là vui vẻ. Hẹn gặp lại mọi người vào video clip tiếp theo. Nói sao? Nói sao? Nói con này nha, nói sao? Bye bye. Nói đi. Bye 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 đi. Mi gió đi, mi gió cô chú cái. Đừng quay mặt lại đây cô chú mới thấy. Con này.